dớn cái Linh nữa. Mùa cá linh thì chỉ có An Giang là phong phú nhất nha cô bác. Ôi ôi, gì dữ vậy, rồ rồ dữ vậy. Mẹ nào cũng đầy thao trên cô bác ơi, mẹ nào cũng như vậy hết, quá cỡ luôn rồi. Ở đây đó này, nước thì cạn nửa bầu dớn rồi, thì chỉ vài con nước nữa là xong nha các bác, hết mùa cá linh. Dạ, bà Lộc Chi Tôn xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay nha, mình sẽ đi đổ dớn cùng với anh Khởi nữa, và đây là luồng dớn buổi chiều rồi. Thế chịu lắm rồi mình cô bác, nước nổi qua An Giang, nước rút rất là nhanh, càng động mình chỉ kéo xuồng được thôi mình cô bác. Xem cái bầu dớn này như thế nào nha cô bác. Rồi tiếp theo cái dớn này như thế nào các bạn? Hôm nay mình thấy cá quá trời trong đây luôn rồi. Trời gió bất cho nên hình như là có sương là đà. Đổ qua xuồng bên đây nè, có gì đổ qua xuồng bên đây, hết chỗ đổ rồi, đổ qua xuồng bên đây luôn. Ừ, ghim ha. Thôi thôi đi ham luôn quá coi. Ôi ôi, cá chạch kim quá trời luôn ha. Cá chạch kim nghe ngon lắm phải không? Dạ, ăn khô khô ăn không? Mà mình ăn tươi ngon không? Nó bằng cá chạch bự không? Nghe cá chạch bự không? Ừ, khô đấy á. Quá cỡ luôn rồi. Xanh tươi luôn rồi. Quá đã thiệt chứ, cái ham rồi. Ô nó sâu vậy nè. Bên đây nó có gian cửa, có gì ở ngoài cửa có lên
Cá quá đẹp ha, xanh tươi, nó xanh lặt liều, đẹp quá đẹp luôn. Rồi, và tiếp theo cái bầu kế bên nữa nha các bác. Ồ, oh, dữ à. Rào 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 luôn. Quặng luôn à, lúng luôn à. Ồ, oh, nhảy à. Cá nhảy nha, cá chì, cá bự. Thôi thôi, quá cỡ luôn à. Cũng đầy thao luôn hả? Quá trời, trúng mùa. Quá trời, cuối còn nữa, cá quá cá luôn. Cá mày dinh nha. Lưới đó luôn. Ông kia ông lửa đi, ông chưa đổ nữa mà. Em đổ dập dập đi về đây nè mọi ơi. Đổ này đẳng cái đi. Gì đâu, chậm chậm đi. Đổ cái này đẳng cái đi. Chậm chậm đi cho lửa hết này đi. Đổ hết này tới còn rồi. Còn mấy cái này cho nó rồi ông đổ tới đổ rồi mà đổ luôn đi ông đi về nhà ông cũng lựa mắc cái gì mà sợ tối chứ vậy ông đi về nhà ông nghĩ liền có nó về trả cái xuồng cho ông mà ông hai mà uống ngủ giớn mà ông đâu có ông có xuồng khác có đâu xuồng tư thôi xuồng tư xuồng xanh á quá cỡ luôn ha. Ha. Không có như vậy nó còn sống như đổ đã nó đang đầy rồi đổ cho nó chà nó nhảy ra ngoài trơn đây hả? Ừ, bên đây rồi. Đổ qua xuồng kia đi. Đổ qua xuồng kia tát cái xuồng kia đi. Nó về ta xuống vô. Ừ, tát cái xuồng kia đưa cái sạp qua một bên. Mấy hôm nay không có chuẩn bị kịp đồ đựng quá. Bữa nào cũng là không còn chỗ đựng luôn, đi về luôn. Quá cỡ luôn rồi. Cá trọng trọng không à, cá đẹp quá đẹp à. Cá lên bự bự không. Nè, đổ vô, đổ vô đây. Nếu anh lựa không được nữa chứ rồi sao mà ông lựa đó trong đây nó nhảy ra rồi. Đến
trên trên nhẹ không chịu để đâu. Cứ để vô giữa đi. Cứ để ngay giữa đi. Không không, cứ để ngay giữa đi. Rồi tiếp theo nữa là cái bầu này. Là cái bầu cuối trong ngày ha. Bầu này nữa là hết hả bồ? Thử coi xem sao nha cô bác. Nguyên một cái luồng dớn trên cánh đồng trà sư. Và đây là mẻ cuối trong ngày của em. Để xem sao nha cô bác. Cuối mùa thì cá chạy thiệt, đúng là mẻ nào cũng như vậy trên cô bác ơi. Rất là trúng. Rồi rồi, cá nó ghim. Ghim bằng cái chặt kim ha. Chặt kim. Ghim đầu gì không? Ừ, mẹ nào cũng như mẹ nấy cô bác ơi. Hàm quá hàm. Mà cá đẻ ghê à. Cá trúng mà đẻ ghê cô bác ơi. Trúng mùa mà thật giá. Dạ. Không tới mình chết luôn ta. Tới mình chết. Và đến đây em cũng xin dừng video nha cô bác. Hãy xem tập tiếp theo của em trong ngày hôm nay. Độ dớn nữa, tại vì là mùa này cá quá chạy rồi. Cho nên em phân ra nhiều đoạn nha cô bác. Cô bác bấm vào chữ đăng ký thì sẽ thấy được nhiều cái video hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Mùa dớn cá linh của An Giang. Đây là con nước kháng 10 nha cô bác. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha.